Ủa, quá nhiều cái đại học luôn, giờ bắt đầu từ đâu vậy ta? Thì đó là một trong những câu cảm thán mà tôi nhận được rất nhiều từ các anh chị người mới. Thì khi mà bước vào bất kỳ một cái thị trường nào thì chắc chắn ai cũng biết một cái việc đó là mình phải đầu tư vào kiến thức đầu tiên, đúng không? Khi mình có kiến thức rồi thì mình đầu tư mình dễ thắng hơn, thì ai cũng biết điều đó hết. À, tuy nhiên khi mà bước vào thị trường crypto, nó có một cái đặc trưng, đó là ngành tài chính và công nghệ đang có rất nhiều cách thuật ngữ đang xen với nhau, khiến cho mình không biết mình bắt đầu từ đâu hết, thậm chí là mình bị ngộ độc kiến thức luôn. Thậm chí là có rất là nhiều các anh chị học rất là tốt về trade, hoặc rất là tốt về một cái mặt về phân tích dòng tiền, phân tích kỹ thuật gì đó rất là nhiều. Rồi tuy nhiên mình áp dụng vào khi mà mình đầu tư thực sự thì chất quốc à anh chị ha, thì có thể là đầu tư nó không lời, hoặc là đầu tư mà mình vừa bán xong nó bay, một vài trường hợp giống như vậy. Thì chắc chắn khi mà mình không thành công như mong muốn thì có một cái điều đó chắc chắn mình chưa biết. Nên là hôm nay tôi xin phép được hệ thống toàn bộ những cái kỹ năng cần thiết trong thị trường này để mình trở thành một người chơi giỏi hơn, xuất sắc hơn, để mình có thể là mình tránh được đỉnh, mà thậm chí là mình có lợi nhuận rất là tốt ở trong thị trường này. Ok, mình cùng nhau bắt đầu nhé. Ok, thì bây giờ tôi sẽ bắt đầu chia sẻ màn hình ha. Thì các chị thấy màn hình rồi chứ? Rồi, rất là đơn giản thôi. À, thì ở đây là tôi chỉ là bốn kỹ năng chính thôi ha. Thì đây là tôi có tổng quát gần hết rồi. Thì kỹ năng thứ nhất á, là kỹ năng về phân tích xu hướng và kỹ năng phân tích về trend. Đây là tôi có góp là một nhé. Kỹ năng thứ hai á, đó là kỹ năng về phân tích cơ bản, phân tích về bài toán kinh doanh, về backer là cái đội ngũ đứng sau á, rồi cái đội ngũ sáng lập cũng như cách phân bổ token, rồi rất nhiều cái nha, liên quan đến dự án. Rồi thì tôi nó sẽ nói rõ lý do hơn về từng cái nha. Cái thứ ba là phân tích về mặt kỹ thuật, về vẽ đồ thị này kia đó, rồi cuối cùng là phân tích về cái việc mà mình phân bổ làm sao cho nó hợp lý ha. Ok, cùng nhau bắt đầu luôn nha. Rồi về việc phân tích xu hướng nha, tôi đặt cái này là cái đầu tiên và chắc chắn nó là cái điều quan trọng nhất, tại nếu mà mình đoán đúng xu hướng thì mình chơi rất dễ thắng ha, mà nếu mà mình đoán sai xu hướng thì có khi là mình bỏ bao nhiêu tiền thì cũng rất là dễ thua ha. Để tôi anh ví dụ nha. Thì ở đây là tôi anh phân tích xuống thị trường, thì riêng biệt trong thị trường crypto thì nó có một cái rất hay, đó là tổng vốn hóa của thị trường thì trong đó Bitcoin nó chiếm hơn 50% rồi, nên có thể là khi mà mình phân tích được vốn hóa của Bitcoin là mình phân tích được vốn hóa toàn thị trường luôn. Thì ở đây là biểu đồ của thị trường như là của Bitcoin thì nó giống nhau, nó đều như thế này hết ha. Thì nó có một cái rất hay ở trong thị trường này, đó là cứ 4 năm một lần nó sẽ có một đỉnh mới, khoảng đâu đó nha, khoảng 4 năm một lần nó Bitcoin sẽ có một đỉnh mới, và cái market cap của toàn thị trường nó cũng có đỉnh mới luôn ha, và đỉnh sau nó sẽ cao hơn cái đỉnh trước ha. Rất cái này là một điều rất là đặc biệt của thị trường crypto, và cái việc này á, nó ảnh hưởng bởi một cái từ khóa rất là lớn, đó là Bitcoin halving. Thì các anh chị có thể tìm hiểu cái từ khóa Bitcoin halving này ha, tất cả từng tập tất cả từ khóa liên quan đến Bitcoin halving này, để mình có thể dự đoán xu hướng thị trường là như thế nào trong vòng 4 năm, 8 năm hay 10 năm gì đó ha. Mình có thể là tìm hiểu từ khóa là Bitcoin halving. Thì xu hướng thị trường thì các anh chị hiểu rất là đơn giản như thế này nè. Xu hướng có nghĩa là nó up hoặc down, là tăng hoặc giảm, có nghĩa là nó down trend hoặc up trend thôi. Thì ví dụ như ở đây nha, đỉnh 2017 là 20.000 đô đi, thì sau đỉnh này á, thì nó sẽ vào giai đoạn downtrend đúng không? Thì các anh chị tưởng tượng nếu mà các anh chị bước vào thị trường lúc vào giai đoạn downtrend á, thì cả thị trường nó đi xuống, thì hầu như các anh chị mua con nào thì con nó cũng xuống hết. Thì mình sẽ bị cái gì đó là mình bị tâm lý, là mình bị sợ thị trường, thậm chí là mình bị mất cái cơ hội để đầu tư vào những cái khác màu mỡ hơn. Nên vậy ha, nên là khi mà thị trường đi xuống thì có thể là nếu mình không đủ kiến thức, không đủ kỹ năng thì mình có thể là không vào thị trường vào thời điểm này, tránh nguy hiểm cho bản thân ha. Rồi còn nếu mà mình phân tích từ thị trường khi mình up trend thì sao? Thì khi mà up trend thì chắc chắn một điều là dòng tiền đổ từ ngoài vào rất nhiều. Thì các chị có thể nha, các chị lúc đó có thể không có quá nhiều các kiến thức là kỹ năng để bước vào thị trường này, nhưng mà mình bước vào đúng thời điểm thì có khi mình thắng rất là dễ trong thị trường này. Nên là nếu mà phân tích được về cái việc mà xu hướng đang đi lên hay đi xuống thì có thể là quyết định gần như 80% khả năng chiến thắng của mình trong thị trường, trong việc đầu tư này ha. Ok, đó là kỹ năng quan trọng nhất ha. Rồi kỹ năng tiếp theo là kỹ năng về phân à có một cái phần ở trong về phân tích về xu hướng và trend nữa, thì có một cái là nó là phần trend ha. Trend là gì? Thì các anh chị chắc đã từng nghe về những cái trend ví dụ như là IDO, trend về DeFi đúng không? Trend về NFT, trend về GameFi nè, trend thậm chí là gần đây nhất, nổi tiếng nhất đó là trend về Metaverse. Thì các anh chị tưởng tượng khi mà bước vào có một cái trend nào đó thì dòng tiền đổ vào cái trend nó rất là nhiều. Nên là các anh chị nếu mà nắm bắt được cái trend á, thì khả năng nhá, khi mà down trend thì mình có khả năng kiếm tiền nha, và up trend mình có khả năng kiếm được rất nhiều tiền ha. Ví dụ như là vừa rồi thì nhóm mình B7 có ăn được rất là nhiều các kèo liên quan tới Metaverse
À, rồi ok, thì có hai cái từ rất là hay mà tôi anh muốn chia sẻ các chị, đó là trendy friend, có nghĩa là trend lúc nào cũng là bạn của mình hết. Nếu mà mình có những người bạn là trend này thì mình đi vào trong thị trường này rất là dễ ha. Rồi cái tiếp theo là uptrend hay downtrend, câu mà tôi anh rất là thích là nó đều có trend hết, nó đều có từ trend ở trong uptrend downtrend, nên là nếu mà mình nắm bắt được cái trend á thì dù là thị trường bất kỳ thị trường uptrend downtrend thì mình đều có cách để mình có thể là kiếm tiền và sinh hoạt được ở trong thị trường này anh chị ha. Rồi ok, tiếp theo phân tích cơ bản. Nếu mà các anh chị bước vào thị trường này, nếu mà các anh chị bước vào giống như bước vào một cuộc chiến, mà các anh chị là một đấu sĩ, một chiến sĩ, một hiệp sĩ và một người có một cái nội lực, một cái võ công cao cường, thì phân tích cơ bản chính là tôi xin gọi tắt là sẽ là nội công nha. Nó là nội công mà sao, và phân tích cơ bản là gì tôi xin phép nói rõ. Phân tích cơ bản là phân tích tất tần tật những cái gì liên quan dự án ha. Ví dụ như là đội ngũ đứng sau hỗ trợ để khiến dự án phát triển là ai, đang đầu tư vào dự án là ai, hoặc là category là cái dự án này đang làm về cái lĩnh vực gì, nó có tiềm năng phát triển trong tương lai hay không ha. Hoặc là tokenomics là cái cách mà phân bổ token của cái dự án này nó có hợp lý hay không, nó chia cho mọi người với cái giá nào có hợp lý hay không để mình có thể đầu tư vào nó ha. Còn cuối cùng có rất nhiều các khía cạnh khác nhau ha, từ đội ngũ sáng lập nè, đội ngũ tạo nó có đủ tâm và đủ tầm để cùng phát triển đi đường dài dự án hay không, và rất nhiều các khía cạnh khác để mình phân tích được về cái sự mà quan trọng của dự án. Để thứ nhất là mình có niềm tin ha. Thế là nội công mà sao, tại vì mình có niềm tin nội tại về một cái việc là cái dự án này sẽ thành công hay không, để khi mà mình đầu tư á, thì mình không bị chốt non hoặc là mình không bị cắt lỗ một cách rất là uổng phí ha. Đối với dự án là có tiềm năng rất cao và mình mua được cái vị thế rồi á, thì cái niềm tin để mình nắm giữ nó trong một cái thời gian bao lâu á, hoặc là mình định giá được nó, là một điều cực kỳ quan trọng đối với bất kỳ một dự án, hay là đối với bất kỳ một cái cuộc đầu tư nào cũng vậy hết. Nên là phân tích cơ bản là cái yếu tố của anh đặt thứ hai, đó là mình phân tích được cái tiềm năng phát triển của cái dự án này như thế nào, là bằng cách là những cái tiêu chí như thế này, hoặc là có rất là nhiều các tiêu chí khác nữa. Thì nếu mà các anh chị muốn thì có thể là comment ở dưới, bất kỳ các anh chị nào mà muốn tôi làm sâu hơn nữa thì comment ở dưới ha, tôi sẽ làm những clip sâu hơn về từng chi tiết một để mình có thể là có cái nhìn tổng quát hơn với thị trường cũng như là những cái nhìn đang đầu tư ha. Ok rồi, kỹ năng tiếp theo là phân tích kỹ thuật, thì nó như là cái vũ khí ấy. Anh chị tưởng tượng là như thế này nha, khi mà mình vào thị trường đó, thì nhóm của anh không có hướng đến về cái việc mà trade 30 40% một ngày, cái điều đó tụi anh không hướng tới, mà phân tích về việc holder nhiều hơn, về việc hold nhiều hơn. Thì việc hold á, thì nó có khi mà mình có phân tích kỹ thuật thì nó sẽ có một cái lợi thế như này, có nghĩa là khi mà các anh chị phân tích một cái dự án rất ngon nha, nhưng mà chưa chắc là mình đã có một cái điểm đẹp để mà vào dự án đó, thì phân tích kỹ thuật á, nó sẽ giúp mình tìm được cái điểm đẹp để mình vào và điểm hợp lý để mình ra cái thị trường ha. Cái điểm chốt lời hợp lý để mình ra khỏi để mình ra khỏi cái đồng coin đó, mình bán chốt lời cái đồng coin đó ha. Đây là phân tích kỹ thuật, cũng là một trong những kỹ năng rất quan trọng để mình có thể tìm điểm mua điểm bán hợp lý ha. Rồi ok, và cuối cùng là kỹ năng cuối cùng, kỹ năng phân bổ vốn. Thì kỹ năng này là một trong những kỹ năng mà tôi nghĩ là nhiều anh chị người mới, thậm chí người cũ nha, bỏ qua kỹ năng này rất nhiều. Tại vì thấy giảng FOMO nào thì mình theo thôi, hoặc là thấy ai phím theo nào thì mình theo thôi, nhưng mà mình không quan trọng cái việc đó là mình bảo vệ cho chính mình. Bởi cách này các anh chị hiểu là sẽ có những cái đồng coin trong thị trường đó, nó sẽ mang tính an toàn rất cao, nhưng mà nó vẫn có khả năng ít 2-3, chẳng qua thời gian nó dài thôi. Không, ví dụ như Bitcoin hoàn toàn có khả năng ít 10, từ cái giá đáy là khoảng 4-5 ngàn, nó bây giờ khoảng hơn 60 ngàn rồi, nó hoàn toàn có khả năng ít 10. Thì hầu hết là các anh chị sẽ không đầu tư vào những cái đồng coin an toàn, mà hầu hết là chơi mạo hiểm hết. Thì cái đó là rất nguy hiểm cho bản thân mình, rất nguy hiểm với cái đồng vốn của chính mình. Nên là cái phân bổ vốn được gọi là mệnh danh là cái áo giáp của đầu tư, tại vì nó bảo vệ bản thân mình rất nhiều ha. Mình biết cách phân bổ là cho hợp lý để bỏ tiền vào những cái nơi nào mà an toàn nhưng mà vẫn có mức tăng trưởng tốt, và đầu tư vào những cái mặt rủi ro hơn ha. Bằng cách mà mình quản lý rủi ro thì vốn mình không bao giờ bị mất hết ha, mình vẫn có thể là làm lại được, còn vốn là còn làm lại được ha các chị nha. Thì đó là một trong những cái ý nghĩa rất quan trọng của kỹ năng phân bổ vốn. Thì thực ra là các kỹ năng này khác nhau, thì các chị thường á, là mình sẽ học được một cái kỹ năng nào đó, ví dụ là phân tích kỹ thuật thì mình áp dụng vào, nhưng mà nếu mà mình không có phân tích được xu hướng, phân tích được cơ bản á, thì nhiều khi á, là phân tích kỹ thuật mình học giỏi ở đâu á. Thì các chị biết á, là cái thị trường này á, là cái thị trường được điều phối chi phối rất nhiều bởi các cá mập. Tại vì sao, tại vì nhỏ xíu mà, nên bất kỳ một cái thông tin hay là một cái gì đó nó khiến thị trường nó up down liên tục, các chị thấy không. Nên là cái việc mà khi mà mình làm trader để mình phân tích kỹ thuật thì mình phải đấu rất nhiều người. Thì nếu mà mới bước vào mà để mà học về chỉ phân tích kỹ thuật không,
để mà chiến đấu với những người kia thì nhiều khi là một cái bất lợi cho mình rất là nhiều. Nha cái gì ha, nên là để mà chiến thắng một cái thị trường này một cách tốt đẹp á, thì tôi nghĩ là nắm được bốn cái kỹ năng này là sẽ rất là tuyệt vời và có lợi ích cho mình, để có thể khiến mình trở thành một người chơi giỏi, thậm chí trở thành một người chơi xuất sắc. Đấy, nha. Thì sau cái video này tôi sẽ làm một cái chuỗi video phân tích kỹ hơn về từng cái để các chị có nhìn tổng quát hơn về thị trường. Rồi thì tôi rất là mong các chị có thể đón chờ những video tiếp theo để có thể là trau dồi được kỹ năng của mình nhiều hơn anh chị nhé. Rồi chào anh chị, chúc anh chị có những cái bài học cũng như giá trị nhất định sau cái video này. Rồi cảm ơn các chị đã chú ý lắng nghe nhé. Chào anh chị. Rồi, cũng xin phép tắt video.